Sau khi các thầy cô làm xong, ghi âm xong, chèn câu hỏi xong đâu đấy, chèn các thông tin về presenter hay là thiết đặt xong, thì các thầy cô nên ấn vào mục preview để xem kết quả trước. Sau đó mà thấy ổn rồi thì ta sẽ public đóng gói. Còn nếu thấy chưa ổn thì ta sẽ gì? Sẽ chỉnh sửa lại. Ghi âm theo từng Đến slide đây nó sẽ thông báo ra cái sản phẩm của mình, nếu với mình nghĩa public các nó sẽ slide như thế bình này. thường. Thông tin giáo viên rồi các slide đây. Và đến đây là phần câu hỏi để mình ghép nối. Câu hỏi trong quiz đây. Ghép đúng, submit một cái thì nó sẽ thông báo đúng. Và sau đó thì nó lại có một cái phần thông báo kết quả đây, nhìn rất là khó chịu. Thế thì tị nữa ta sẽ chỉnh sửa Thì cô sau. sẽ cứ ghi âm Đó. cho xong Như rồi vậy mới đây ghi là nốt. cái phần kết quả của nó. Ví dụ đáp án mà mình tấn tích sai thì nó sẽ thông báo là sai rồi. Đó. Như vậy thì ta sẽ có một cái thông báo là sẽ không có cái phần kết quả sau đây. Đây là toàn bộ cái liên quan đến cái phần phần chạy thử đây. Bây giờ thì ta tiến hành làm lại, chỉnh sửa lại như sau. Ta sẽ chỉnh sửa như sau. Ta vào cái phần câu hỏi này, ta chuyển đến đây, rồi ta lại vào mục quiz. Và mục grade này. Sau đó các bạn thấy là cái phần câu hỏi này thì phía dưới của nó có phần kết quả này, và ta gì? Ta xóa nó đi. Ta sẽ remove cái phần kết quả nó đi, tức là không cần có cái phần kết quả này. Là được. Phần kết quả này các bạn có thể tích vào đây, và khi mà bài kết thúc thì mình không hiện lên cái phần kết quả nó bằng cách là hai kết quả nó đi. Đó, ta ấn nó đi thì nó sẽ không có cái phần này. Sau đó thì lại là save and return và lặp lại cho những cái bài khác, cho cái phần sau nữa. Đây. Vì nó có phần kết quả nhìn nó không hợp lý, mình cứ preview lên rồi xong rồi xem cho nó hợp lý thì là ta mới đóng gói bài lại. Đây, phần kết quả này thì ta sẽ tích vào là hai phần này đi, không cho hiển thị lên. Rồi ta thử preview lên xem đã ổn chưa. Theo từng slide. Đây là sản phẩm của nó. Rồi chuyển các slide bình thường. Rồi bây giờ bài này ta thử xem là ghép nó. Ok. Sau đó thì nó chuyển tiếp sang slide tiếp theo. Và Thầy không cô có cái sẽ bản cứ kết ghi quả âm. giống lúc nãy. Như vậy là việc này Ghi đã âm hoàn thành. cho xong đến. Như vậy sau khi chỉnh sửa xong đâu đấy mà thấy là bài giảng của mình hoàn hảo rồi, và mình bây giờ là muốn đóng gói lại, thì các bạn sẽ ấn vào public
Đây là phần đóng gói thành chuẩn SCOM quốc tế đây. Ấn vào Public. Chọn LMS. Đặt tên cho tệp của mình. Đưa đường dẫn. Sau đó thì chọn loại cửa sổ kích thước của nó. Tăng cái chất lượng của nó lên. Chất lượng hình ảnh rồi chất lượng âm thanh. Rồi là chọn là chuẩn SCOM 1.2 hoặc 2.4 rồi ấn Public. Bài này là vì tôi đã gãy một lần rồi, nếu muốn ghi đè thì mình sẽ ghi đè nó lên. Khi có thông báo như thế này thì là việc Public của nó đã hoàn thành. Ta sẽ vào Open thì sẽ nhìn thấy đường dẫn của nó đây. Như vậy các bạn sẽ gửi cái tệp này để đi để hoặc là đưa lên hệ thống e-learning hoặc như thế nào thì là chính là cái tệp này. Ta sẽ tích đúp vào và sau đó là chọn cái mục Red này và ấn mục Index HTML này để xem sản phẩm cuối cùng. Cái chính là cái phần mà ta sẽ tìm được. Còn lại bây giờ nếu mà mình muốn xem sản phẩm luôn thì là view cái này lên. Như vậy đây là đến đây việc tạo một cái bài e-learning đơn giản đã hoàn thành. Hy vọng rằng với cái chia sẻ trong hai cái video này thì các thầy cô sẽ mường tượng phần nào cái cách để tạo một cái bài giảng e-learning đơn giản. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô ở những cái chia sẻ sau. Nhớ ấn đăng ký và ấn cái thông báo để xem những cái video tiếp theo nhé. Xin chào.